Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa đã đến và chưa đến trước và sau khi ủng hộ kênh Điện Gia Dụng Nhật Bãi của Thanh Hóa. Mình tên Thanh Hóa, năm nay 38 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Quý khách nào có nhu cầu kết bạn hoặc là nhắn gửi gì đó qua các trang chợ tốt, Zalo, Facebook, YouTube cho mình. Giờ hôm nay mình đang test một cái em biết từ đơn IH của Nhật ha, xuất Nhật chứ không phải của Nhật. Hàng này rất là còn đẹp ha, máy móc, một điều cam kết máy móc là nguyên zin, chưa mở một con ốc. Phát hiện mở ốc, có sửa chữa tặng luôn cái máy nha. Thằng này hiện đại lắm nè, nó có cái ký hiệu cho người khiếm thị, như không thấy được, người gì nó khiếm thị. Nè, ký hiệu nè. Thấy không, cao thấp gì nè, mấy cái dấu này nè ha. Người ta dự đoán được hay không? Xài người dự đoán sau này luôn nè. Quả này mình test một cái điếc ha. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp ha. Đó, mình bắt ha. Này là lớn nhỏ ha. Giờ mình hẹn 1 phút ha. Bắt ha. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha quý khách. Rất là tiện lợi ha. 200 độ C, bắt maximum nữa coi. Nếu nó không nhận nội nó sẽ kêu tít tít nha quý khách. Chẳng hạn như đó ha. Đó, nó kêu tít tít vậy đó là không nhận nội ha. Này mình có hẹn giờ này kia luôn. Đây, để cho 1 phút nó tắt ha. Em này là giá 500 ngàn là chưa dây nguồn nha quý khách. Không có dây nguồn rời chứ không phải là chưa dây nguồn. Có dây nguồn nhưng mà mình lấy dây nồi cơm mình hàng vô nha. Tại cái sợi dây nguồn rời nó ngoài tới 150 ngàn lận. Mà không có nữa. Quý khách lưu ý cho mình cái vấn đề đó ha. Mua bếp mình làm cho chạy ok, có dây nguồn rim đàng hoàng. Nhưng mà không có dây nguồn rời thôi. Em này là nấu lẩu, nấu đồ xào, đồ kho là rất là ok ha. Báo sắp tắt hết điện rồi ha. Tắt ha. Đúng 1 phút nó tắt ha. Mà quý khách thấy không, nó bốc khói nè ha. Đang tăng khói nè. Thằng này bắt maximum nó cho mình ký rử điện 1 tiếng đó. 3 ngàn. Một ký rử 1 tiếng hồ nấu được 5 bình này đó. Tiếng hồ nấu được 5 bình này, hơn 5 bình luôn. 5 cái chảo nước này nè. Rồi, quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, Facebook, YouTube cho tốt cho mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em là bếp từ nên là nó không có nóng ha, ấm gờ thì không sao ha. Ok. Rồi, cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.